nông nghiệp bây giờ là đến rọc. Lại lặng đi xa trông ở bể đào, lại lặng hề xa trông em, nửa nói nội chúa nửa mong sự duyên. Sông ngân hàm băng biển thẳng gió ê, thấy nghe ngô đồng tay gọi một thôi đùng đùng nổi trận phong lôi. Giữa dòng bỗng thấy một đôi bạch xa, chàng trông thấy sự là ứng hiện, mây bay nhờ chúa phán ngày phân minh bạch xà thoát xuống động đình, sai lên lý rẻ nước dòng xanh rước chàng. Đấy là lối dọc, thế đấy gọi là dọc, nhưng vừa rồi gọi đấy là dọc nhị cú, hoặc là người ta còn gọi đó là dọc gối hạc. Ngày xưa gọi là gối hạc, nhưng bây giờ thì cứ gọi là dọc nhị cú, tức là hát cả song thất lẫn lục bát. Đấy là bốn câu liền. Bây giờ sang đến cờn. Bây giờ nó cờn tức là hát cờn bình hoặc là cờn luyện. Thì có lẽ nên hát một câu cờn bình và hát một câu cờn luyện nhé. Chàng xuống ngay đền vàng ngay thủy phủ thấy quân thần văn vũ ấy đôi bên thiếu ơi tàu thiếu tàu nhạc vỗ ơi dưới trên nhạc vỗ dưới trên. Thiểu châu nhạc vỗ dưới trên ta bày, ngư miết hiệu trên lòng xa kim quy tấu,
trước tòa ngọc bể. Kim quy tâu trước tòa ngọc bể phan truyền đòi, liễu nghị ngay vào trong tràng ơi quỳ tràng quỳ dừng bức hãy thương phong dừng bức thư hồng. Đấy là lối cờn, cờn đây là hát vừa cờn luyện vừa cờn bình.